Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, khối không khí lạnh yếu đi, đêm qua và sáng sớm nay miền Bắc ấm lên thấy rõ. Nhiệt độ ngoài trời lúc này từ vùng núi Trung Du cũng như khu vực đồng bằng đều đã cao trên mức 15 độ. Trong ngày hôm nay, khối không khí lạnh bao trùm toàn Bắc Bộ tiếp tục yếu đi. Trên nền nhiệt đêm và sáng sớm đã cao sẵn, cộng thêm nắng xuất hiện từ sớm, nên mức nhiệt cao nhất trong ngày ở miền Bắc sẽ tăng nhanh lên ngưỡng từ 22 cho đến 25 độ. Thời tiết có nắng, ấm áp, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động vui chơi cũng như chuẩn bị Tết của người dân. Ảnh hưởng của không khí lạnh đến các tỉnh thành phố miền Trung không còn đáng kể. Ngày hôm nay, Trung Bộ lại có nắng từ sớm, vì thế nền nhiệt ngày cũng sẽ tăng nhanh. Rõ nhất là ở khu vực các tỉnh thành từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, với mức nhiệt cao nhất trong ngày sẽ tăng lên ngưỡng từ 23 cho đến 26 độ, trời chỉ còn rét về đêm và sáng. Còn ở khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ duy trì trong khoảng từ 26 cho đến 29 độ. Thời tiết trong ngày hôm nay ở các tỉnh thành phía Nam cũng khá là dễ chịu. Trời nắng ráo với mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh Tây Nguyên sẽ tăng lên mức từ 25 cho đến 28 độ, còn ở khu vực Nam Bộ là từ 30 cho đến 32 độ. Trên biển, vùng biển ven bờ khu vực từ Bình Thuận đến Cà Mau vẫn là vùng còn có gió đông bắc mạnh cấp 5 có lúc cấp 6, sóng biển cao từ 2 cho đến 3 mét khiến cho biển động nhẹ. Còn ở ngoài khơi khu vực phía bắc của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió đông bắc mạnh ở mức cấp 5. Còn ở khu vực phía nam của Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió đông bắc mạnh ở mức cấp 4, cấp 5, nhưng mưa rào và dông vẫn xuất hiện ở mức rải rác, làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp còn từ 4 đến 10 km. Và sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.